Tối ngày 2 tháng 10, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương xác nhận bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổ giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam, đã chuyển 20 tỷ đồng vào Ban vận động cứu trợ tỉnh Bình Dương thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Hiện, số tiền bà Hằng chuyển đã về đến kho bạc nhà nước tỉnh Bình Dương. Trong số đó, 10 tỷ đồng được dành ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ và 10 tỷ đồng dành cho đồng bào miền Trung. Ngoài ra, Đại Nam cũng đã chuyển cho Ban vận động cứu trợ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương gần 1 tỷ đồng tiền quyên góp của du khách đến khu du lịch trong ngày mở cửa miễn phí hôm 29 tháng 9 vừa qua để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão số 3, IAG. Cùng ngày, công ty cổ phần Đại Nam thông báo về việc tạm dừng chuỗi chương trình Trung Tây Trung Sức chung một tấm lòng vốn được tổ chức để quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Việc tạm dừng này xuất phát từ lý do sức khỏe của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo kế hoạch ban đầu, chuỗi sự kiện miễn phí vào vui chơi tại khu du lịch Đại Nam và giao lưu dự kiến diễn ra vào các ngày 6 tháng 10, ngày 13 tháng 10 và ngày 20 tháng 10. Ngoài ra, từ ngày 2 tháng 10 năm 2024, số tài khoản OCB 241.369 của công ty cổ phần Đại Nam, vốn được sử dụng để tiếp nhận nguyên góp, sẽ chính thức đóng lại. Mặc dù chương trình tạm dừng, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn kêu gọi cộng đồng tiếp tục ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Ngân hàng Vietcombank. Trước đó, ông Huỳnh Uy Dũng, chồng của bà Hằng, cũng đã trao 5 tỷ đồng tại chương trình phát động quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc bị ảnh hưởng của thiên tai do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức. Như vậy, tổng số tiền mà gia đình bà Hằng và công ty cổ phần Đại Nam du khách quyên góp lên tới gần 26 tỷ đồng. Với lý do sức khỏe và mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bà Nguyễn Phương Hằng đã thông báo sẽ ngừng livestream trên tất cả các phương tiện truyền thông. Bà cũng cảnh báo về những tài khoản giả mạo trên mạng xã hội nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người dân.